5 km. Lâu lâu mới chạy. Mấy hôm vừa rồi chạy làm quen, hôm nay bắt đầu chạy. Chính thức bắt đầu đó. Bắt đầu chạy thôi này. Chúng tôi phải cố thôi. Chót đã hứa rồi. Bây giờ phải cố thôi các bạn ạ. Và đấy cũng là một phương pháp đặt tiêu. Khi mà hứa một ai đó thì bắt đầu mình có động lực mạnh hơn. À, không cần phải posting mạng xã hội một cách công khai quá, và khi mà có những người tiêu cực thì sẽ vào ném đá các bạn. Vì vậy các bạn chỉ cần hứa nó với những người tiêu cực mà thôi, à tích cực ấy. Đấy, còn những người tiêu cực thì kệ họ thôi, đúng không ạ? Toàn bộ những thứ mà các bạn tuyên bố mục tiêu được các bạn có thể là đó là những người tích cực để họ động viên cổ vũ các bạn. Còn những người tiêu cực ấy, họ sẽ dèo biển các bạn, cười các bạn. Các bạn có đạt được mục tiêu ấy, họ sẽ công nhận các bạn ấy. Và nếu các bạn mà không đạt được mục tiêu ấy, thì bắt đầu họ cười các bạn. Cho nên ấy, chọn bạn mà chơi cũng là rất là quan trọng trong cuộc sống ấy.